Bằng ước vọng của tuổi trẻ và ý chí khởi nghiệp, anh Nguyễn Quang Thông ở thôn Tân Phú, xã Đắc Ru, huyện Đắk Sơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã quyết tâm khởi nghiệp với trang trại chăn nuôi bò. Sau 3 năm thử nghiệm với nhiều khó khăn thử thách, đến năm 2015, anh Thông đã mạnh dạn mở rộng quy mô phát triển đàn bò từ 40 đến 50 con. Mục tiêu xa hơn của anh đó là phát triển thương hiệu thịt bò sạch từ trang trại cho đến tận tay người tiêu dùng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh Nguyễn Văn Thông, bí thư đoàn thanh niên xã Đắc Ru, chủ mô hình trang trại chăn nuôi bò ở thôn Tân Phú, xã Đắc Ru, huyện Đắk Sơ Lấp, tỉnh Đắk Nông, quý vị nhé. Anh ơi, để có một cái trang trại quy mô như thế này thì có lẽ đó là một cái hành trình không hề đơn giản một chút xíu nào. Vậy thì anh có thể chia sẻ với Vũ Thắm cũng như là các khán giả của chương trình được biết rằng là cái quá trình hình thành nên trang trại này của mình như thế nào được không ạ? Bạn cũng thừa biết rồi, hiện giờ giá cả thị trường về bò thì rất là thấp. Nếu như mà để mà đầu tư mà làm bò thì hầu như mọi người là nghĩ rằng nếu như làm bò là thất bại. Nhưng mà riêng quan điểm của mình á, thì mình nghĩ làm bò hiện bây giờ là thành công. Trong cái quá trình khởi nghiệp của mình như vậy thì chắc hẳn ít nhiều gì anh sẽ gặp những khó khăn nhất định đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ là những khó khăn đấy của anh là gì được không? Thì khó khăn thì rất là nhiều. Thứ nhất, mình hiện bây giờ là giá bò thấp. Thì mình đi tham gia vào cái môi trường này thì mọi người thì đều là nói chung là bàn ra nhiều hơn là bàn vào, ủng hộ nhiều ít hơn. Đúng không? Nên là cái đó là một, cũng là một cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất đó là cái khó khăn về vốn để đầu tư, đó là cái mấu chốt nhất. Chứ thực sự ra ai cũng muốn đầu tư nhưng mà vốn không có thì không làm được. Thì mình chỉ nói cái vấn đề vốn là cái quan trọng, còn cái yếu tố kỹ thuật thì cũng là một cái yếu tố quan trọng thứ hai. Nhưng mà mình được cái thuận lợi thì là bạn biết rồi đó, vợ mình là thú y thì hầu như là mọi vấn đề kỹ thuật là vợ mình lo hết. Trước khi trở thành ông chủ trang trại bò, anh Thông cũng đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Cuối cùng anh nhận ra phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững là con đường khởi nghiệp của mình. Bắt đầu từ vài con bò giống nuôi thử nghiệm, anh đã nhân giống được đàn bò có chất lượng tốt. Đối với bò thịt, để tiết kiệm chi phí đầu tư, anh đã mua những con bò còi cọc nhất với giá rẻ để về nuôi vỗ béo. Sau đó bán thịt để lấy vốn tiếp tục tái đầu tư cho trang trại. Sự kiên trì, chịu khó là yếu tố quyết định để anh Thông có được trang trại quy mô như hiện nay. Thị trường đầu ra là một cái yếu tố vô cùng quan trọng đối với bất cứ một cái ý tưởng khởi nghiệp nào. Vậy thì anh có thể cho biết là khi mà anh mới bắt đầu khởi nghiệp như vậy thì anh tìm hiểu thị trường đầu ra như thế nào ạ? Riêng mình bây giờ thì mình có hai cái mô hình. Một là nuôi bò gầy, vỗ béo. Thứ hai là bò sinh sản. Riêng bò gầy mình nuôi đây là mình chủ động là mình mổ thịt. Thứ hai về bò sinh sản thì các bạn biết rồi, thì bò sinh sản mà nếu như mà giá cả thấp quá thì mình có thể mình nuôi thêm thời gian, kéo dài thêm thời gian để nuôi. Còn bò đực á, thì nó lớn lên đủ cái số lượng thì mình sẽ làm thịt. Còn mình không bị phụ thuộc vào thị trường nhiều, mình chỉ có bị phụ thuộc vào là yếu tố là giá cả của thị trường. Nhưng mà thực sự ra về cái giá cả thị trường á, thì rất là ổn định. Chỉ có cái giá con bò tươi sống thì nó không được ổn định cho lắm. Nhưng mà giá cả thịt thì mình thấy là rất là ổn định. Trang trại bò của anh Thông nằm trong khuôn viên rộng 2 hectare. Một phần diện tích được xây dựng khu chuồng trại, còn lại là khu vực trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Ngoài ra anh còn dành một khu vực nhỏ để làm sân chơi cho bò. Quy trình chăm sóc chăn nuôi bò của anh Thông rất khoa học, đảm bảo nguồn thức ăn sạch, bò phát triển khỏe, không dịch bệnh. Tương lai anh sẽ mở rộng quy mô trang trại và phát triển thêm mô hình nuôi heo rừng để phục vụ nhu cầu thị trường. Anh Thông ơi, em được biết rằng là ngoài vai trò là một ông chủ trang trại thì anh còn là một bí thư đoàn xã nữa. Vậy thì anh làm như thế nào để sắp xếp công việc cả hai bên đều thuận lợi hả anh? Hầu như cũng tranh thủ những cái lúc mà ngoài giờ hành chính ra thì mình làm thêm. Rồi thứ hai là nhờ vợ rồi các anh em trong gia đình
để mà hỗ trợ thêm một phần, làm sao cho nó hoàn thành được nhiệm vụ và mình tìm thêm một cái thu nhập nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Với những kết quả bước đầu của trang trại chăn nuôi bò như thế này thì anh có ý định mở rộng quy mô như thế nào ạ? Hiện giờ là tôi đang nuôi là 40 con. Nhưng mà ý định là sau khoảng chừng tầm 2 tháng nữa thì tôi có thể là lên khoảng tầm 70 con. Tại vì lúc đó là lượng cỏ sẽ đủ để đảm bảo cho cái lượng bò 70 con. Cảm ơn anh Thông với những chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Và cũng xin được chúc cho những ý tưởng khởi nghiệp của anh sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa anh nhé.